trời ấm lên kích thích một loại tảo chứa sắc tố đỏ sinh sôi mạnh và khiến băng tuyết chuyển màu khác thường. Tảo Trimyzomonas nivalis khiến một phần băng tuyết Nam Cực chuyển đỏ. Ảnh Bộ Khoa học và Giáo dục Ukraine. Bộ Khoa học và Giáo dục Ukraine đăng lên mạng xã hội ảnh chụp hiện tượng tuyết dưa hấu hay tuyết máu tại châu Nam Cực hôm 24 tháng 2. Trung tâm Khoa học Quốc gia Ukraine cho biết tảo Trimyzomonas nivalis là nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Trimyzomonas nivalis là một loại tảo xanh nhưng chứa thêm sắc tố đỏ để bảo vệ chúng khỏi bức xạ tia cực tím. Khác với hầu hết tảo nước ngọt, chúng phát triển ở những khu vực lạnh giá. Màu đỏ hấp thụ ánh nắng mặt trời, khiến tuyết tan và cung cấp thêm nước cho tảo phát triển. Hiện tượng tuyết dưa hấu cũng xảy ra ở Bắc Cực, dãy núi Alps và một số vùng núi khác. Theo các nhà khoa học, thời tiết ấm khác thường ở châu Nam Cực đã thúc đẩy hiện tượng này xảy ra sớm hơn. Đầu tháng 2, nhiệt độ tại trạm nghiên cứu Esperanza ở châu Nam Cực đạt mức cao kỷ lục là 18,3 độ C. Trimyzomonas nivalis ngủ đông trong những tháng trời lạnh. Nhưng khi mùa xuân đến, ánh nắng, nước tan từ băng tuyết và chất dinh dưỡng dồi dào kích thích chúng sinh sôi. Thu thảo theo Fox News Let's Love Us, Why?